Được rồi, ui, con gì đó, tao quay, ôi trời ơi. Đây rồi. Ui. Hàng thôi. Ui trời ơi. Ui ôi. Trời anh em ơi. Ui ôi. Đây rồi. Ui anh em ơi. Ui ôi. Hàng thôi. Ui trời ơi. Ui ôi. Phương Thảo Fishing chuyên cung cấp lưỡi mũ thép xịn, phao câu lục đầu cần câu 8H10H bạo lực, vui lòng kết bạn Zalo 0925526083. Ấy, đi anh nhìn em bóng nước cá quá kìa. Cá khối mặt nước. Vào đây câu mới là tuyệt vời anh em ạ. Đó là kia nó mù luôn. Rồi đi vào trong đây gọi nhé. Này chui vào địa điểm lâu lắm rồi không vào. Đồ đây anh em ơi, vào đúng đồ này. Hộp đồ đi các kiểu. Vợt này. Ai à, đây là thùng đồ đựng toàn là phao với lưỡi. Anh em đi câu lục để chơi một loại thùng như thế này thì ok. Được, bây giờ bắt đầu về săn hàng đi, chui vào trong đi trong đây anh em ạ. Đi thôi. Ngày xưa thì em hay sang đây câu mà lâu lắm rồi em không đánh, phải đánh bên đây nhiều lần, móm mà đậm đạp lắm. Nhiều lần mình đánh móm thì ra là mình không sang nữa. Đi quá nhỉ. Úi trời ơi, đậm dã man luôn anh em ạ. Cái lỗ ở trước của em đây. Điểm câu ngon luôn anh em ạ. Cái lỗ ngày xưa hay câu. Hôm nay em đánh 10H nhưng mà em đánh với các bạn nhá. Đánh với, đánh trục dài đấy. Rồi, bỏ vào cây 8H. Với túi đựng ở cây 8H này mất rồi, em đang phải cầm túi đựng ở cây 10H này mất rồi. Em đang phải cầm bỏ cây 8H đi. Cây này hôm nọ víu được con vuộc anh em ạ, hôm đấy là con ấy nó đen. Này sẽ đánh một phao chế các bác ạ. Hôm nay sẽ đánh tứ nhá. Tứ móng là xịn xò nhất. Anh em đánh lúc cần tay chỉ nên đánh hoặc tứ hoặc ngũ rồi. Bình thường thì ngũ thì sẽ ok. Em thì em thích đánh ngũ. Hôm nay thích tứ đi. Thằng đổi gió tí cho nó. Mình có đổi gió thì mới biết được là loại nào đánh sướng. Em đánh thì trước thì em hay, đầu tiên là mới đầu chơi thì em hay đánh bằng lưỡi 6 lưỡi lục đấy. Nhưng mà sau này thấy mình ăn được nhiều vảy của hàng quá, thế là chuyển sang đánh ngũ thì đấy ok hơn. Kiểu như là nó nhiều lưỡi các bạn, nhiều lưỡi thì mình đánh thì nó hay bị chạm vảy, ăn vảy. Cá không dính, toàn dính vảy thì chết không ấy. Đánh một phao nhỏ này anh em nhé. Đây bộ môn ủ chua cắm viên các bác nhé. Đó này em có mấy cắm viên các bác cứ hỏi là có bán không, cắm viên nó không bán đâu. Cắm viên là cái đấy loại nó khó tìm, không bán các bác nhé. Và đánh thầu đó. Cái loại hạt cám đây các bác có tiền cũng không mua được. Nó rất là hiếm. Rồi, làm một cục này xuống thầu này. Các bác nhìn quá trình em ném nó căng. Chuẩn ổ đấy. Tuyệt vời. Đây anh em này. Cám này qua em cho cám gà nó hơi nhiều này, nó khô quá. Quá đành rồi, cho tí nước vào ẩm ẩm. Nó ẩm ẩm cái này nó bở, nó mới mềm ấy, mình dễ bóp vào lưỡi. Đánh cả bóng mồi nó thẩu. Đó. Thêm tí nước nữa. Cho một ít thôi bác nhá, cứ bóp nó vừa thoải mái tí, nhão quá là hỏng đấy. Khô thì có thể chữa được nhưng mà nhão rồi, hiện tại này không bằng cám gà là hỏng luôn. Khô thì chữa được, nhão là hỏng đấy. Cho thêm tí nước vào và mình bóp nó đều đều đi. Những chỗ bên ngoài vẫn là khô thì tí mình cho thêm nước bóp tiếp.
chưa có bác mà đổ nhiều nước đây phát mà nó mà nhã phát này. Bây giờ đi về không câu cạo nữa. Không thể câu cạo nữa. Vừa hạ trục mà lại không giải quyết vấn đề là gì. Ui, tầm nó lại bị quanh phao nhiều quá anh em kìa. Nhà tầm đi tin này rất là nhiều luôn. Kiểu như là có hàng nó vào nó sụp ổ nó cày này. Cái cày thế mặt bùn nó bắt đầu tăm lại lên. Câu cá chỉ cần nhìn thấy tăm lại lên ở đây sướng rồi. Vừa tháo cũng mồi vào nó cày bọt thì này, nhìn nó phê. Chứ cần nói là giật được cá chỉ cần thấy nó cày ổ lên đã cảm giác là sung sướng lắm rồi. Chứng tỏ mồi của mình ở câu ở đấy là cá nó có ăn. Còn câu được cá hay không, không quan trọng. Vào lắc. Chứng tỏ là mồi ok. Tình hình này khả năng là sau mưa to anh em ạ. Hoa xoàn các bạn nhìn nó ở trên mặt nước bơi đẹp không? Gió thổi hoa rụng xuống là nó trôi nổi mặt nước. Kìa cây xoàn đẹp quá. Xoàn đào. Anh em nhìn những cái hoa trôi. Câu cá đấy đang thích luôn. Phong cảnh rất là đẹp. Không khí trong lành. Úi trời ơi, mưa to rồi. Mưa to đẹp quá. Ngắm phao này mới là sướng mắt các bạn ơi. Cảm giác trời mưa lên ngắm phao tuyệt vời. Trời bắt đầu mưa to này anh em này. Đây là bắt đầu mưa to đấy. Chuyển mưa mưa này ngồi ngắm phao cảm giác nó thư thái thật các bác ạ. Này mà van một con hàng nữa thì đòi lên tiên. Tuyệt vời ai mà không con nào tẻ cho các anh nhỉ. Chúng đợi em lên tiên ngay nào. Cảm giác hình như là phao nó cứ hơi đưa. Cảm giác như là cá to nó đi luẩn quẩn quanh đấy anh em nhìn chưa. Hình như đúng có cá to nó luẩn quẩn ở quanh phao rồi. Cảm giác tín hiệu rất là nhỏ.
đấy 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 đấy, chính xác rồi, có cá rồi, nó vừa nhấp phát các bạn ạ. Con rói, con rói anh em ạ. Sao đây con rói nhỉ? Đây. Úi. Ê, cá rói, cá rói, cá rói. Ôi. Đấy thôi anh em ơi. Cần nãy 10h. Ôi con rói. Trời ơi. Nó móc mồm. Thôi lỡ đây có con này nhỉ. Ông thẳng đúng một phần tí mồm. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Tuyệt vời. Úi trời ơi. Ui con này con khỏe, con này con khỏe lắm anh em ạ. Mày chạy đâu rồi em ơi, hàng lấy quả tao đây rồi. Đẹp tuyệt vời. Con này nó còn khỏe lắm các bác ạ. Này. Ê anh em nhìn đi. Úi phào, phào đi. Con này còn khỏe lắm. Vào đây, nay em đánh với các bác nhá. Đánh với thành ra trục nó hơi dài, cần nó không vít được nhiều. Lên lên lên. Cá rói. Mẹ làm bên đây. Trời ơi. Ôi lại anh em ơi. Con này đúng con rói sao to anh, không phải rói nhỉ, đúng rồi. Phê nhỉ. cho rõ bác ơi, phê quá. Đấy, cho rõ anh em nhá. Mày này mà ơi, con này to, con này bự luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lại có cái giống này ở đây nhỉ. Vào đây, vào đây. Mày ngon ăn quá. Ê, giống cá này nó tành lắm các bạn. Tành kinh khủng luôn. Tành kinh khủng luôn, rửa tay. Tuyệt vời không mặt trời. Con đầu tiên nhé. Phải nói là ăn quả hàng đẹp quá các bạn ạ. Một con này nó ăn công nhận là đói mồi nó phập. Nó phập kinh thật, đúng cá to nó đẻ hả các. Phập như địa phát là nó đào luôn. Cảm giác ôi nó quậy sướng không tả nổi. Trời bắt đầu oi oi. Lấy cái ô là cắm cho nó mát các bạn. Sáng nay đi mưa thế, cứ tưởng hôm nay rét kia. Mình bác thấy bảo cuối tuần này rét mà. Giờ ngồi lúc lại thấy nóng. Mới trước đi câu mất cái chân cá mù anh em ạ. Đấy, mất cái chân này. Thế là đi ra quán hỏi mua mấy ông bảo mày không hiểu chúng mày câu kẹo gì có chân ô. Chuyện đời là mất. Bao thằng ra hỏi chân ô này. Đấy, em mới làm cái chân to hơn. Trước cái chân này nó đi theo ô cho nó nhỏ lắm. Ngày xưa thì chẳng có ô yếc thì cứ chui cái bụi ngồi dầm mát. Bây giờ không có ô thì cũng lười câu. Câu kéo cho đồ đạc các kiểu vác đi cũng nặng, tốn tiền.
trời mưa, đang trời mưa câu thì hay mà không có ô thì cũng hỏng hình lại. Thôi cắm ô này các bác nhá. Kiểu như là đuôi nó bơi qua nó phải vẩy vào trục cái phao cái nắp. Cảm giác bây giờ tiếng cái phao của em nó nỉ nỉ tụt xuống phát này. Đấy thế đấy, bầm bầm bầm. Giờ mà nó lên lì tụt phát xuống đúng này, hú hồn. Cảm giác giật phát đóng cái kịch phát căng cần này. Đấy là cảm giác sướng nhất của cần thủ anh em ạ. Đấy đấy, có nhìn chưa? Đúng rồi, con này có hàng thật rồi. Quả hàng vào thật rồi. Nín thở bóp cò. Con này là nín thở bóp cò các bác ạ. Phào lắc lắm. Đá tím mưa mưa này. Đấy, coi nhìn phao lắc chưa? Đấy, đấy, đấy. Ôi, quả ngon thế mà, hột nhỉ. Ui, ơi, bùng nước lên cho bác này. Con này to luôn đấy. Giật không, không, không dính, sợ. Bùng nước lên, ui. Sao lại hụt được nhỉ? Con này hên thế trời. Số nó chưa phải số chết. Không đóng vào cái vải nào. Ê tài. Tưởng còn đấy phải chết luôn. Không những không đóng mà không ăn vải luôn. Hơi tiếc. Đây rồi. Ui ui em ơi. Ui ui. Hàng hàng rồi. Ui trời ơi. Ui ui. Trời 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 em ơi. Ui ui. Đây rồi. Ui ui em ơi. Ui ui. Hàng hàng rồi. Ui trời ơi. Ui ui. Trời 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 em ơi. Ui ui. Ui ui. Ui trời ơi, con này đẹp quá quá. Ui, 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 quang ơi, dù, dù này nó thích sướng lắm. Dù này nó thích sướng quá. Ui, anh em ơi, trôi trôi rồi. Phải nói là cái dây dù này nó thích sướng lắm. Trời ơi. Ui, dây dù này thích sướng quá anh em ạ. Bóng rồi. Ui. Ui ôi, đóng ngay vào cái cọng cỏ nó. Ôi giời ơi.
Ui, bác ơi, tìm đập thình thịch mắc ngay vào cái bờ này nó sẽ toạc thịt rồi. Đèn thế nhỉ. Ui, nhầm đi đi sướng không? Mắc ngay vào cái này, nó không ra, không ra, nó toạc thịt rồi đâu. Rồi, toạc thịt mất rồi. Đèn quá các bác ạ. Cái này là mình đen thôi. Này, mắc cái này không không ra được. Ui, đóng quả đẹp thế. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, cần mãi được con cá trôi. Đèn thế trời ơi. Tiếc thật đấy. Ôi giời ơi, tiếc quá các bác ạ. Ôi tay run, có cảm giác giật nó. À mà nói các bác là trong cái dây dù em thấy cái dây dù này rít quê thật đấy. Nó đóng phát là nghe tiếng rít ngay. Chưa em đánh mấy loại dù to của em nó không rít được như này. Dây đây nhỏ rít sướng thật. Nhưng mà nhỏ là phải chắc các bác nhá. Chứ nhỏ mà không chắc là hỏng, là đứt. Thế rồi. Ôi, nấu được con trôi mà. Tiệc đứt ruột này. Tiệc đứt ruột rồi các bác ạ. Ôi, hàng số mày này ăn gì cũng mày hên thế. Con này này ăn cái gì nó hên thế không biết. Các bác thấy cảm giác đóng cái phấp một phát sướng. Này con này tay này còn run này. Dạ đợt đóng con đấy phê thật thế các bác. Vào nghe tiếng cưng thì nó vào phát rồi. Ủa ôi đúng rồi. Run hai tay tìm đập thình thịch. Sướng thế rồi, màu này đen con. Hôm nay đèn tức mới xong nó lại đóng lại chui vào đây theo nó mắc ngay cái cây nó dễ phát toạc thịt là. Phí thật đấy. Tiếc thế rồi ôi, đóng hang. Quá đau cho một cuộc tình. Đây cho anh em xem chiếm ngưỡng quả lưỡi ngũ của em này. Lưỡi này đánh tuyệt vời luôn. Đây là ngũ móng cao quá nhá. Đóng này. Khó mà bong được, nếu đóng mà khó bong được. Vừa tiếng mới con trôi là mình đóng vào nó mà nó lại mắc kiểu này, nó mắc vào cái cây các bạn. Nó mắc vào đấy hay là nó có nó vít lại phát nào nó dễ phát nào toạc thịt nữa nè. Phí quá. Tiếc thật đấy. Anh em nào muốn sở hữu cái bộ lưỡi này thì liên hệ với em nhé. Lưỡi đẹp luôn. Đóng ngay. Ui giời ơi. Đóng ngay. Ui giời ơi. Thủ phi anh em ạ. Đây, bác nhìn nhá, em thủ phi chưa? Ăn mồi tàu này. Cứ nháy mãi nữa đấy, mà quá không biết con gì mà nó nháy lâu thế. Quá là thủ phi. Ngay con rục phỉ bực không chứ. Quay giờ nó bị ngược sáng thì ra quay về hướng này nó hơi tối tối. Rồi, tình hình chắc là phải thu đồ anh em ạ. Cá rục phỉ quấn vào phá ổ áp quá, và nó lại hai đầu ngón tay, ba đầu ngón tay giật lưới địa. Em chán cái đấy, chẳng muốn quay lắm gì nữa. Giờ nó phá ổ kinh quá, nhấp liên tục. Khi nó nhấp nhiều quá thành ra là cái bọn cá to ấy, mình giật phát là nó chạy mất rồi. Nó không đóng vào cá to. Cực kỳ ghét bọn anh con này. Đây này em còn câu lục nhá, nếu mà các bác mà câu đơn thì xác định không thể câu được bọn này thôi. Rồi, thành quả ngày hôm nay thì được mỗi một nhóc này các bác ạ. Em không biết là con này là con gì. Em vừa em nghĩ nó là con cá rói nhưng mà con này xem lại không phải cá rói các bạn. Dậy. Con này không phải cá rói luôn, em cũng không biết. Không biết con này con là con gì luôn. À. Ủa, tí mật. Ủa, con này khỏe lắm. Con này không phải cá rói, các bác nào biết cái này cá gì thì inbox em biết nhá. Con này nhìn trông lạ lắm.
Thôi video của em đây kết thúc, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Này được con hàng này rất là vui rồi đó. Ok. Về thôi các bác nhá. Tuyệt vời. Rồi, chụp tắt chiều ảnh. Rồi về. Con này nó cực kỳ khỏe luôn đây anh em ạ. Nó khỏe như cá trồi, kéo sướng lắm. Về đây các bạn. Phường Thảo Fishing chuyên cung cấp lưỡi ngũ thép xịn, phao câu lục đầu cần câu 8H 10H bạo lực, vui lòng kết bạn Zalo 0925526083.